Hello, cuộc sống về hưu mến chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đi chợ Tết, mình đi chợ để mà mua đồ ăn đồ đó. Thì ngày Tết năm nay nó cũng buồn lắm các bạn, nhưng mà thôi, mình ở nhà thì mình cũng muốn làm vài món đó cho nó có cái không khí Tết một chút xíu đó các bạn. Với lại hơn nữa là cái ngày Tết đó, nó rơi vào cái ngày thường, nó không có rơi vào weekend đó các bạn. Thì ở Canada, ở cái tỉnh bang của mình ở đó, mình ở tỉnh Alberta, một cái tỉnh bang mà nó rất rất là lạnh, nó cực lạnh luôn đó các bạn. Thì Tết Nguyên Đán thì nó cũng rơi vào cái mùa đông các bạn. Thành ra ở nơi mình ở chỗ đây đó thì cũng không có làm cái gì được nhiều hết. Nhất là mấy năm nay bị cái dịch đó các bạn, thành ra riêng về cái gia đình đó thì người ta cũng không có tổ chức tiệc tùng gì nhiều hết. Thì mình nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là ngày Tết ở bên mình ở chợ búa người ta bán những cái đồ gì đó. Nhưng mà năm nay thì nó cũng không bằng mỗi năm. Mỗi khi các bạn biết không, vào khoảng tháng giữa tháng 12 là các chợ đó các bạn, chợ của người Tàu, chợ của người Việt là người ta đã có bánh mứt rồi này kia rồi. Nhưng mà năm nay đến hôm tuần rồi mình đi chợ mình mới thấy đó các bạn, thì mình cũng không biết là nó bị trục trặc cái gì, nhưng mà tại sao mà bánh mứt rồi các thứ kẹo bánh đồ này kia cho ngày Tết nó về rất là trễ. Trái mãng cầu dai á, mãng cầu dai của Brazil á các bạn, thì nó đã nhập qua đây rồi. Nó mình hay mua lắm mà năm nay cũng không có, mà gạo thóc đồ các thứ cái gì nó cũng khan hiếm. Mình không hiểu là năm nay tại sao tất cả mọi thứ nó rất là khan hiếm các bạn. Hồi năm rồi cũng là Covid vậy, nhưng mà nó đâu có khan hiếm giống như năm nay. Năm nay sao mà tất cả mọi thứ nó đều khan hiếm vậy không biết nữa. Mà đồ nó lên một bó hành lá chỉ có mấy tép hành lá thôi các bạn, 2 đồng một bó. Giật giá nó lên mà mình khiếp luôn các bạn ơi. Còn vài hôm nữa là coi như tới ngày Tết rồi, ngày Tết Nguyên Đán, cái Tết truyền thống của người Việt Nam rồi đó các bạn. Thì mình quay vài phút cho các bạn xem là ở chợ đó người ta bán những gì. Các bạn ơi, ở đây là ở chỗ mình ở đó là Canada, mà cái tỉnh bang của mình ở đó là một cái tỉnh bang cực lạnh luôn các bạn. Thành ra cái ngày Tết Nguyên Đán đó thì ở đây người ta cũng không có tổ chức cái gì được ở ngoài trời giống như các nơi mà các nước mà có cái khí hậu ấm áp. Người ta thường tổ chức bán bông hoa, bán đủ thứ các thứ ở ngoài trời. Thì ở chỗ mình ở đó các bạn, thì mỗi năm đó các hội đoàn ở đây thì có hội đoàn hội Việt Kiều, hội cụ quân nhân, hội người cao niên, hội tuổi vàng các bạn. Hội tuổi vàng tất nhiên là cũng là cho người trên 65 tuổi đó các bạn. Mình thì hiện tại bây giờ thì dưới trước đây thì mình chưa bao giờ mình vô cái hội đoàn nào hết. Nó thì người ta cũng tổ chức hội chợ, người ta tổ chức hội chợ rồi người ta mướn những cái hoa đó các bạn. Người ta mời các năm trước khi mà lúc mà nó chưa có dịch đó các bạn, thì người ta cũng mời ca sĩ ở bên Mỹ qua, rồi ca sĩ local. Thì trong hội chợ thì người ta cũng, người phụ nữ thì mặc áo dài, nó rồi người ta bán bông hoa, bánh mứt, rồi có những cái mặt hàng quần áo, đồ áo dài, đồ người ta bán nhiều thứ lắm. Thì ở đây coi như là hội thánh tinh lành, rồi ở chùa bên Phật giáo, rồi bên Thiên Chúa giáo người ta đều tổ chức hết. Năm nào thì nhà thờ cũng tổ chức hết các bạn. Nhưng mà mấy năm nay thì hiện tại dịch á, mấy năm rồi bị dịch á, thì không có tổ chức được gì hết. Thì hôm nay mình đi chợ mua đồ ăn để chuẩn bị cho vài ngày nữa có Tết rồi đó. Thì mình cũng quay cho các bạn xem là ở cái Canada, ở cái tỉnh bang mình ở đó, thì người ta bán những gì. Mặc dù là nó không bằng những nước mà nó có khí hậu ấm áp các bạn, nhưng mà nó cũng có không khí ngày Tết lắm các bạn.
các bạn thấy mấy cái chậu này đẹp quá chừng luôn nè các bạn. Cái giá nó là cũng là 60 đồng đó các bạn. Các bạn thấy có mấy cái ong lân đẹp chưa? Này không biết là người ta trưng cho nó đẹp hay là người ta bán đó các bạn. Còn ở đây là mấy cái bao lì xì đó. Còn mấy cái này là người ta bán để mà mình treo ở trong nhà đó các bạn, hoặc là mình treo ở trên cái cây mai đó các bạn. Coi như mình mua một lần thôi là mình xài bao nhiêu năm luôn, mấy năm luôn các bạn. Mấy cái này thì mấy cái cây mà mấy cái đồ mà treo trên cái cây bông á, thì mình mua rồi, mình đã coi như là mình xài xong rồi, là tới năm á là mình hết Tết là mình cất vô, rồi tới Tết là mình lại lấy ra mình xài nữa, chứ không cần phải mỗi năm mỗi mua. Ngày Tết ở đây đó các bạn, cái này là chợ của người Tàu đó các bạn. Đó. Chút xíu nữa mình sẽ đi chợ của người Việt rồi mình quay cho các bạn xem nha. Trời ơi, mấy cái chậu này đẹp ghê đó các bạn. Đẹp quá chừng luôn nè. Cái giá của nó là cũng gần 130 đồng đó các bạn. Hơn 30 năm rồi, coi như là 34 năm rồi đó, mình chưa có được ăn một cái Tết Việt Nam ở Việt Nam lần nào hết đó các bạn. Bây giờ chỉ mong là mọi thứ bình yên là về Việt Nam ăn một cái Tết Việt Nam ở quê hương miền Tây thôi. Các bạn ơi, trước mắt các bạn đây là ông Thần Tài. Đó, đây là chợ Việt Nam đó các bạn. Thì chợ này cũng là một cái chợ nhỏ thôi, gần nhà, gần khu nhà mình đó. Thì mình đi chợ mình quay cho các bạn xem. Ở đây là Tết, trong chợ Tết người ta bán những cái gì cho ngày Tết nha các bạn. Thì mé bên đây các bạn thấy là đó là những cái cây hoa anh đào, hoa mai đó các bạn. Đây là hoa giả thôi. Còn đây là cái bông nụ tầm xuân, cái bông này là bông thiệt đó các bạn. Còn đây là hoa anh đào. Này hoa anh đào thiệt đó các bạn, thì cái này người ta bán là 39 đồng một bó. Còn ở bên đây thì các bạn thấy người ta đem về tắt để người ta bán đó các bạn. Đó. Rồi cái dải bên này thì các bạn thấy trái cây của Việt Nam, rồi trái cây của Đài Loan nữa các bạn. Đây là chôm chôm, cái này là chôm chôm của Việt Nam. Rồi đây là các bạn thấy là đây là xoài cát, rồi xoài tượng. Rồi đây là trái thanh long vàng đó các bạn. Ở kia là mãng cầu dai. Mãng cầu dai, đây là mãng cầu ta, đó là vú sữa tím đó các bạn. Còn đây là lần đầu tiên mình mới thấy, đây là cái trái. Lâu lắm rồi mới nhìn lại được cái trái lê kima nè các bạn. Đây là cái trái lê kima. Trái lê kima. Rồi mấy bên đây là trái cây, đây là bưởi, bưởi da xanh đó các bạn. Bưởi này rất là ở trong nó màu hồng đỏ. Bưởi này rất là ngọt các bạn. Mấy bên đây thì đủ loại trái cây hết. Hôm nay thì mình cũng mua cái thịt bò để mà làm nem cho ngày Tết. Vậy bên đây các bạn đây thấy cái đây là trái cherry đó các bạn. Trái cherry là một thùng này người ta bán là 60 đồng. Mà một thùng này để coi không biết là mấy pound nữa.
Thì các bạn biết không, ở ngay cái chỗ cái tỉnh bang của mình ở đó, thì cái tỉnh Alberta nó lạnh, cực lạnh luôn các bạn. Thì những ngày Tết đó thì ở đây người ta không thể nào mà người ta tổ chức Tết ở ngoài trời được. Thành ra những cái chợ vậy người ta cũng có bán trái cây, bánh mứt. Bánh mứt thì cũng đủ loại hết. Thì những cái gia đình mà người ta ở nhà đó, đang mùa dịch đó, thì người ta chỉ tổ chức người ta ăn bữa cơm gia đình thôi. Cũng có những cái món thịt kho, các thứ đồ ăn của Việt Nam đó. Tại vì năm nay là cái ngày Tết nó rơi vào ngày thường đó các bạn, chứ không phải là ngày weekend. Thì ở đây thì người ta có tổ chức tiệc tùng gì người ta cũng làm vào những ngày weekend đó. Thì ngày weekend người ta đi làm ở công sở, rồi đi làm văn phòng, rồi kia người ta được nghỉ vào ngày weekend đó các bạn. Thành ra người ta sẽ ăn Tết trước trước Tết 1 2 ngày. Còn cái này là mai đó các bạn, thì mình cũng mua một bó mai. Mai thì người ta bán 4 triệu đồng một bó. Cái mai này nó cũng là màu vàng đó các bạn, nhưng mà cái cành mai của nó không có đẹp giống như là cái mai Việt Nam đâu. Nhưng mà mình cũng mua để mà trưng ở nhà cho nó có cái không khí Tết nguyên đán, Tết truyền thống của người Việt Nam á. Còn đây là cái quầy bánh mứt hạt dưa nè các bạn. Đây hạt dưa người ta bán ở trong, ta để trong cái hộp nè. Chắc mình cũng lát nữa mình cũng mua hạt một hộp hạt dưa cắn rồi mấy ngày Tết cho nó vui. Này cũng hạt dưa nhưng mà năm nay đồ nó ít đó các bạn, tại vì nó về trễ nữa. Bánh mứt là năm nay cái gì cũng ít hết trơn.